Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 19 tháng 2 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dương, xưởng sản xuất chế biến thực phẩm nông sản trái cây sấy, lô 24 đường N3, cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định. Thì hôm nay chúng tôi tham quan công ty xí nghiệp và bàn giao cho quý khách hàng một bộ sản phẩm bộ bàn ghế tần gỗ Hương Vân. Chúng ta cùng đi vào trong công ty đây. Đây chúng tôi đang có mặt ở sảnh nhau. Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại phòng của Chủ tịch Tập đoàn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dương để bàn giao cho anh một bộ sản phẩm, đó là bộ bàn ghế tần tiểu hoàng gỗ Hương Vân cột 14. Bộ này gồm có 6 món: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn và một bàn đầu bàn. Thì chúng tôi đã bàn giao xong cho anh một bộ bàn ghế gỗ hương trọn vân rất là đẹp, và chúng tôi đã lắp đặt vào đúng vị trí không gian phòng khách cũng như là phòng làm việc của công ty. Vâng, đây là bằng khen của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dương của thành phố Nam Định, công ty chuyên về những nông sản sấy khô để xuất khẩu sang nước ngoài và trong trong nước. Chủ yếu thị trường của công ty là bên nước ngoài. Thì anh cũng đã xem trên mạng rất nhiều, và anh đã chọn cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành để làm nên thương hiệu những bộ bàn ghế đẹp. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ bàn ghế vân đẹp như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi còn rất nhiều bộ bàn ghế vân đẹp như này tại cơ sở, quý vị có thể về xem hàng trực tiếp tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hôm nay chúng tôi sẽ review cái phòng làm việc của công ty cho quý vị để tiện theo dõi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dương đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghé thăm những gian hàng khi mà anh trưng bày nông sản sấy ở trên Hà Nội. Anh cũng đã xem rất nhiều cơ sở làm đồ gỗ rồi nhưng anh đã đặt niềm tin tại Đồ Gỗ Hiền Lành. Thì chúng tôi sẽ đáp ứng những bộ bàn ghế trọn vân cho quý khách. Thông số của bộ bàn ghế này như sau: chiếc ghế dài là dài 2m85, sâu 72 và cao 1m27. Trong clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu rồi phần mộc rồi. Thì khi bàn giao cho quý khách thì chúng tôi sẽ quay lại video một lần nữa để quý vị có thể tiện theo dõi. Phòng khách của anh rất là rộng, 50 m². Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dương đã đạt được rất nhiều thành tích và bằng khen trong năm 2019. Và đây là bức ảnh Chủ tịch tập đoàn đã chụp ảnh lưu niệm cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong quá trình xây dựng nông thôn mới đây. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cũng rất là vinh dự khi được giao lưu với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dương, chuyên nông sản sấy khô xuất đi khẩu đi nước ngoài. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi tải lên. Thì trung bình một ngày chúng tôi tải từ 2 video đến 4 video để quý vị có thể tiện theo dõi. Ở chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa là toàn cảnh bộ bàn ghế tần tiểu hoàng gỗ Hương Vân cột 14 đây. Khi lên màu màu sáng rất là đẹp. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo để chúng tôi sẽ giới thiệu những sản phẩm khác nữa.